Chính phủ đã đồng ý để Bộ Giao thông Vận tải giao thầu hai dự án sửa chữa nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công đến hoàn thành vì đây là công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. Thời điểm khởi công cuối tháng 6. Đây là thời điểm tần suất khai thác các chuyến bay tại hai cảng hàng không trên đang thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khi hết dịch, nhu cầu đi lại tăng theo, việc đóng cửa đường cất hạ cánh để thực hiện cải tạo, nâng cấp sẽ càng thêm khó khăn. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề nghị của trên 10 doanh nghiệp giao thông đăng ký làm nhà thầu cho các dự án này. Dự kiến sẽ cần hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai dự án nâng cấp sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Từ năm 2017 đến nay, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất phải khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế, hai sân bay cần phải cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt đường cất hạ cánh, đường lăn.